Này Khánh Hỷ, tất cả pháp môn Đà La Ni và tánh của tất cả pháp môn Đà La Ni là không. Vì sao? Vì tánh không của tất cả pháp môn Đà La Ni cùng với 10 lực của Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng kia, không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của tất cả pháp môn Tam Ma Địa làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn Tam Ma Địa làm phương tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn Tam Ma Địa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 10 lực của Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Này Khánh Hỷ, tất cả pháp môn Tam Ma Địa và tánh của tất cả pháp môn Tam Ma Địa là không. Vì sao? Vì tánh không của tất cả pháp môn Tam Ma Địa cùng với 10 lực của Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng kia, không hai, không hai phần. Này Khánh Nhỉ, do đó nên nói là lấy vô nhị của tất cả pháp môn Đà La Ni vân vân làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn Đà La Ni vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn Đà La Ni vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 10 lực của Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của tất cả pháp môn Đà La Ni làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn Đà La Ni làm phương tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn Đà La Ni làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Này Khánh Hỷ, tất cả pháp môn Đà La Ni và tánh của tất cả pháp môn Đà La Ni là không. Vì sao? Vì tánh không của tất cả pháp môn Đà La Ni cùng với pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả kia, không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của tất cả pháp môn Tam Ma Địa làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn Tam Ma Địa làm phương tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn Tam Ma Địa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Này Khánh Nhỉ, tất cả pháp môn Tam Ma Địa và tánh của tất cả pháp môn Tam Ma Địa là không. Vì sao? Vì tánh không của tất cả pháp môn Tam Ma Địa cùng với pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả kia, không hai, không hai phần. Này Khánh Nhỉ, do đó nên nói là lấy vô nhị của tất cả pháp môn Đà La Ni vân vân là phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn Đà La Ni vân vân là phương tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn Đà La Ni vân vân là phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của tất cả pháp môn Đà La Ni làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn Đà La Ni làm phương tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn Đà La Ni làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này Khánh Hỷ, tất cả pháp môn Đà La Ni và tánh của tất cả pháp môn Đà La Ni là không. Vì sao? Vì tánh không của tất cả pháp môn Đà La Ni cùng với trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng kia, không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của tất cả pháp môn Tam Ma Địa làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn Tam Ma Địa làm phương tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn Tam Ma Địa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này Khánh Nhỉ, tất cả pháp môn Tam Ma Địa và tánh của tất cả pháp môn Tam Ma Địa là không. Vì sao? Vì tánh không của tất cả pháp môn Tam Ma Địa cùng với trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng kia, không hai, không hai phần. Này Khánh Nhỉ, do đó nên nói là lấy vô nhị của tất cả pháp môn Đà La Ni vân vân làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn Đà La Ni vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn Đà La Ni vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của tất cả pháp môn Đà La Ni làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn Đà La Ni làm phương tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn Đà La Ni làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Này Khánh Hỷ, tất cả pháp môn Đà La Ni và tánh của tất cả pháp môn Đà La Ni là không. Vì sao? Vì tánh không của tất cả pháp môn Đà La Ni cùng với tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa kia, không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của tất cả pháp môn Tam Ma Địa làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn Tam Ma Địa làm phương tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn Tam Ma Địa làm phương tiện,
hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Này Khánh Hỷ, tất cả pháp môn Tam Ma Địa và tánh của tất cả pháp môn Tam Ma Địa là không. Vì sao? Vì tánh không của tất cả pháp môn Tam Ma Địa cùng với tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa kia không hai, không hai phần. Này Khánh Nhỉ, do đó nên nói là lấy vô nhị của tất cả pháp môn Đà La Ni vân vân làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn Đà La Ni vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn Đà La Ni vân vân làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của tất cả pháp môn Đà La Ni làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn Đà La Ni làm phương tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn Đà La Ni làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ Tát. Này Khánh Nghỉ, tất cả pháp môn Đà La Ni và tánh của tất cả pháp môn Đà La Ni là không. Vì sao? Vì tánh không của tất cả pháp môn Đà La Ni cùng với hạnh đại Bồ Tát kia không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của tất cả pháp môn Tam Ma Địa làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn Tam Ma Địa làm phương tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn Tam Ma Địa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ Tát. Này Khánh Hỷ, tất cả pháp môn Tam Ma Địa và tánh của tất cả pháp môn Tam Ma Địa là không. Vì sao? Vì tánh không của tất cả pháp môn Tam Ma Địa cùng với hạnh đại Bồ Tát kia không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của tất cả pháp môn Đà La Ni vân vân làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn Đà La Ni vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn Đà La Ni vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của tất cả pháp môn Đà La Ni làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn Đà La Ni làm phương tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn Đà La Ni làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột. Này Khánh Hỷ, tất cả pháp môn Đà La Ni và tánh của tất cả pháp môn Đà La Ni là không. Vì sao? Vì tánh không của tất cả pháp môn Đà La Ni cùng với quả vị giác ngộ cao tột kia không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của tất cả pháp môn Tam Ma Địa làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn Tam Ma Địa làm phương tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn Tam Ma Địa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột. Này Khánh Hỷ, tất cả pháp môn Tam Ma Địa và tánh của tất cả pháp môn Tam Ma Địa là không. Vì sao? Vì tánh không của tất cả pháp môn Tam Ma Địa cùng với quả vị giác ngộ cao tổ kia không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của tất cả pháp môn Đà La Ni vân vân làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn Đà La Ni vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn Đà La Ni vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tổ. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của dự lưu hướng dự lưu quả làm phương tiện, vô sanh của dự lưu hướng dự lưu quả làm phương tiện, vô sở đắc của dự lưu hướng dự lưu quả làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lợi, bát nhã, ba la mật đa. Này Khánh Nhỉ, dự lưu hướng dự lưu quả và tánh của dự lưu hướng dự lưu quả là không. Vì sao? Vì tánh không của dự lưu hướng dự lưu quả cùng với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lợi, bát nhã, ba la mật đa kia không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của nhất lai hướng nhất lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, a la hán hướng a la hán quả làm phương tiện, vô sanh của nhất lai hướng nhất lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, a la hán hướng a la hán quả làm phương tiện, vô sở đắc của nhất lai hướng nhất lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, a la hán hướng a la hán quả làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lợi, bát nhã, ba la mật đa. Này Khánh Hỷ, nhất lai hướng cho đến a la hán quả và tánh của nhất lai hướng cho đến a la hán quả là không. Vì sao? Vì tánh không của nhất lai hướng cho đến a la hán quả cùng với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lợi, bát nhã, ba la mật đa kia không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của dự lưu hướng dự lưu quả vân vân làm phương tiện, vô sanh của dự lưu hướng dự lưu quả vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của dự lưu hướng dự lưu quả vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lợi, bát nhã, ba la mật đa.
Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của dự lưu hướng dự lưu quả làm phương tiện, vô sanh của dự lưu hướng dự lưu quả làm phương tiện, vô sở đắc của dự lưu hướng dự lưu quả làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Này khánh nhỉ, dự lưu hướng dự lưu quả và tánh của dự lưu hướng dự lưu quả là không. Vì sao? Vì tánh không của dự lưu hướng dự lưu quả cùng với pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh kia không hai không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của nhất lai hướng nhất lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, A-la-hán hướng A-la-hán quả làm phương tiện, vô sanh của nhất lai hướng nhất lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, A-la-hán hướng A-la-hán quả làm phương tiện, vô sở đắc của nhất lai hướng nhất lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, A-la-hán hướng A-la-hán quả làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Này khánh nhỉ, nhất lai hướng cho đến a la hán quả và tánh của nhất lai hướng cho đến a la hán quả là không. Vì sao? Vì tánh không của nhất lai hướng cho đến a la hán quả cùng với pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh kia không hai không hai phần. Này khánh nhỉ, do đó nên nói là lấy vô nhị của dự lưu hướng dự lưu quả vân vân làm phương tiện, vô sanh của dự lưu hướng dự lưu quả vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của dự lưu hướng dự lưu quả vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của dự lưu hướng dự lưu quả làm phương tiện, vô sanh của dự lưu hướng dự lưu quả làm phương tiện, vô sở đắc của dự lưu hướng dự lưu quả làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Này khánh nhỉ, dự lưu hướng dự lưu quả và tánh của dự lưu hướng dự lưu quả là không. Vì sao? Vì tánh không của dự lưu hướng dự lưu quả cùng với chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ kia không hai không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của nhất lai hướng nhất lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, a la hán hướng a la hán quả làm phương tiện, vô sanh của nhất lai hướng nhất lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, a la hán hướng a la hán quả làm phương tiện, vô sở đắc của nhất lai hướng nhất lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, a la hán hướng a la hán quả làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Này khánh hỉ, nhất lai hướng cho đến a la hán quả và tánh của nhất lai hướng cho đến a la hán quả là không. Vì sao? Vì tánh không của nhất lai hướng cho đến a la hán quả cùng với chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ kia không hai không hai phần. Này khánh hỉ, do đó nên nói là lấy vô nhị của dự lưu hướng dự lưu quả vân vân làm phương tiện, vô sanh của dự lưu hướng dự lưu quả vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của dự lưu hướng dự lưu quả vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của dự lưu hướng dự lưu quả làm phương tiện, vô sanh của dự lưu hướng dự lưu quả làm phương tiện, vô sở đắc của dự lưu hướng dự lưu quả làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo. Này khánh hỉ, dự lưu hướng dự lưu quả và tánh của dự lưu hướng dự lưu quả là không. Vì sao? Vì tánh không của dự lưu hướng dự lưu quả cùng với thánh đế khổ tập diệt đạo kia không hai không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của nhất lai hướng nhất lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, a la hán hướng a la hán quả làm phương tiện, vô sanh của nhất lai hướng nhất lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, a la hán hướng a la hán quả làm phương tiện, vô sở đắc của nhất lai hướng nhất lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, a la hán hướng a la hán quả làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo.
Này Khánh Hỷ, Nhất Lai hướng cho đến A-la-hán quả và tánh của Nhất Lai hướng cho đến A-la-hán quả là không. Vì sao? Vì tánh không của Nhất Lai hướng cho đến A-la-hán quả, cùng với thánh đế khổ tập diệt đạo kia không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của dự lưu hướng dự lưu quả vân vân làm phương tiện, vô sanh của dự lưu hướng dự lưu quả vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của dự lưu hướng dự lưu quả vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của dự lưu hướng dự lưu quả làm phương tiện, vô sanh của dự lưu hướng dự lưu quả làm phương tiện, vô sở đắc của dự lưu hướng dự lưu quả làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc? Này Khánh Hỷ, dự lưu hướng dự lưu quả và tánh của dự lưu hướng dự lưu quả là không. Vì sao? Vì tánh không của dự lưu hướng dự lưu quả cùng với bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc kia không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của Nhất Lai hướng Nhất Lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, A La Hán hướng A La Hán quả làm phương tiện, vô sanh của Nhất Lai hướng Nhất Lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, A La Hán hướng A La Hán quả làm phương tiện, vô sở đắc của Nhất Lai hướng Nhất Lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, A La Hán hướng A La Hán quả làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc? Này Khánh Hỷ, Nhất Lai hướng cho đến A La Hán quả và tánh của Nhất Lai hướng cho đến A La Hán quả là không. Vì sao? Vì tánh không của Nhất Lai hướng cho đến A La Hán quả cùng với bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc kia không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của dự lưu hướng dự lưu quả vân vân làm phương tiện, vô sanh của dự lưu hướng dự lưu quả vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của dự lưu hướng dự lưu quả vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của dự lưu hướng dự lưu quả làm phương tiện, vô sanh của dự lưu hướng dự lưu quả làm phương tiện, vô sở đắc của dự lưu hướng dự lưu quả làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ? Này Khánh Hỷ, dự lưu hướng dự lưu quả và tánh của dự lưu hướng dự lưu quả là không. Vì sao? Vì tánh không của dự lưu hướng dự lưu quả cùng với tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ kia không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của Nhất Lai hướng Nhất Lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, A La Hán hướng A La Hán quả làm phương tiện, vô sanh của Nhất Lai hướng Nhất Lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, A La Hán hướng A La Hán quả làm phương tiện, vô sở đắc của Nhất Lai hướng Nhất Lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, A La Hán hướng A La Hán quả làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ? Này Khánh Hỷ, Nhất Lai hướng cho đến A La Hán quả và tánh của Nhất Lai hướng cho đến A La Hán quả là không. Vì sao? Vì tánh không của Nhất Lai hướng cho đến A La Hán quả cùng với tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ kia không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của dự lưu hướng dự lưu quả vân vân làm phương tiện, vô sanh của dự lưu hướng dự lưu quả vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của dự lưu hướng dự lưu quả vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ? Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của dự lưu hướng dự lưu quả làm phương tiện, vô sanh của dự lưu hướng dự lưu quả làm phương tiện, vô sở đắc của dự lưu hướng dự lưu quả làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo? Này Khánh Hỷ, dự lưu hướng dự lưu quả và tánh của dự lưu hướng dự lưu quả là không. Vì sao? Vì tánh không của dự lưu hướng dự lưu quả cùng với bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo kia không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của Nhất Lai hướng Nhất Lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, A La Hán hướng A La Hán quả làm phương tiện, vô sanh của Nhất Lai hướng Nhất Lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, A La Hán hướng A La Hán quả làm phương tiện, vô sở đắc của Nhất Lai hướng Nhất Lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, A La Hán hướng A La Hán quả làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo?
Này Khánh Hỷ, Nhất Lai hướng cho đến A-la-hán quả và tánh của Nhất Lai hướng cho đến A-la-hán quả là không. Vì sao? Vì tánh không của Nhất Lai hướng cho đến A-la-hán quả cùng với bốn niệm trụ, bốn chánh đọa, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo kia, không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của dự lưu hướng, dự lưu quả, vân vân làm phương tiện. Vô sanh của dự lưu hướng dự lưu quả vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của dự lưu hướng dự lưu quả vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đọa, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của dự lưu hướng dự lưu quả làm phương tiện, vô sanh của dự lưu hướng dự lưu quả làm phương tiện, vô sở đắc của dự lưu hướng dự lưu quả làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện. Này Khánh Nhỉ, dự lưu hướng dự lưu quả và tánh của dự lưu hướng dự lưu quả là không. Vì sao? Vì tánh không của dự lưu hướng dự lưu quả cùng với pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện kia, không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của Nhất Lai hướng Nhất Lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, A-la-hán hướng A-la-hán quả làm phương tiện, vô sanh của Nhất Lai hướng Nhất Lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, A-la-hán hướng A-la-hán quả làm phương tiện, vô sở đắc của Nhất Lai hướng Nhất Lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, A-la-hán hướng A-la-hán quả làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện. Này Khánh Hỷ, Nhất Lai hướng cho đến A-la-hán quả và tánh của Nhất Lai hướng cho đến A-la-hán quả là không. Vì sao? Vì tánh không của Nhất Lai hướng cho đến A-la-hán quả cùng với pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện kia, không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của dự lưu hướng dự lưu quả vân vân làm phương tiện, vô sanh của dự lưu hướng dự lưu quả vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của dự lưu hướng dự lưu quả vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của dự lưu hướng dự lưu quả làm phương tiện, vô sanh của dự lưu hướng dự lưu quả làm phương tiện, vô sở đắc của dự lưu hướng dự lưu quả làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông. Này Khánh Hỷ, dự lưu hướng dự lưu quả và tánh của dự lưu hướng dự lưu quả là không. Vì sao? Vì tánh không của dự lưu hướng dự lưu quả cùng với năm loại mắt, sáu phép thần thông kia, không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của Nhất Lai hướng Nhất Lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, A La Hán hướng A La Hán quả làm phương tiện, vô sanh của Nhất Lai hướng Nhất Lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, A La Hán hướng A La Hán quả làm phương tiện, vô sở đắc của Nhất Lai hướng Nhất Lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, A La Hán hướng A La Hán quả làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông. Này Khánh Hỷ, Nhất Lai hướng cho đến A La Hán quả và tánh của Nhất Lai hướng cho đến A La Hán quả là không. Vì sao? Vì tánh không của Nhất Lai hướng cho đến A La Hán quả cùng với năm loại mắt, sáu phép thần thông kia, không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của dự lưu hướng dự lưu quả vân vân làm phương tiện, vô sanh của dự lưu hướng dự lưu quả vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của dự lưu hướng dự lưu quả vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của dự lưu hướng dự lưu quả làm phương tiện, vô sanh của dự lưu hướng dự lưu quả làm phương tiện, vô sở đắc của dự lưu hướng dự lưu quả làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 10 lực của Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Này Khánh Hỷ, dự lưu hướng dự lưu quả và tánh của dự lưu hướng dự lưu quả là không. Vì sao? Vì tánh không của dự lưu hướng dự lưu quả cùng với 10 lực của Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng kia, không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của Nhất Lai hướng Nhất Lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, A La Hán hướng A La Hán quả làm phương tiện, vô sanh của Nhất Lai hướng Nhất Lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, A La Hán hướng A La Hán quả làm phương tiện, vô sở đắc của Nhất Lai hướng Nhất Lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả,
A-la-hán hướng, A-la-hán quả làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 10 lực của Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Này Khánh Hỷ, Nhất Lai hướng cho đến A-la-hán quả và tánh của Nhất Lai hướng cho đến A-la-hán quả là không. Vì sao? Vì tánh không của Nhất Lai hướng cho đến A-la-hán quả cùng với 10 lực của Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng kia, không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của dự lưu hướng, dự lưu quả, vân vân làm phương tiện, vô sanh của dự lưu hướng, dự lưu quả, vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của dự lưu hướng, dự lưu quả, vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 10 lực của Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của dự lưu hướng, dự lưu quả làm phương tiện, vô sanh của dự lưu hướng, dự lưu quả làm phương tiện, vô sở đắc của dự lưu hướng, dự lưu quả làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Này Khánh Hỷ, dự lưu hướng, dự lưu quả và tánh của dự lưu hướng, dự lưu quả là không. Vì sao? Vì tánh không của dự lưu hướng, dự lưu quả cùng với pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả kia, không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của Nhất Lai hướng, Nhất Lai quả, bất hoàn hướng, bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả làm phương tiện, vô sanh của Nhất Lai hướng, Nhất Lai quả, bất hoàn hướng, bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả làm phương tiện, vô sở đắc của Nhất Lai hướng, Nhất Lai quả, bất hoàn hướng, bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Này Khánh Hỷ, Nhất Lai hướng cho đến A-la-hán quả và tánh của Nhất Lai hướng cho đến A-la-hán quả là không. Vì sao? Vì tánh không của Nhất Lai hướng cho đến A-la-hán quả cùng với pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả kia, không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của dự lưu hướng, dự lưu quả, vân vân làm phương tiện, vô sanh của dự lưu hướng, dự lưu quả, vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của dự lưu hướng, dự lưu quả, vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của dự lưu hướng, dự lưu quả làm phương tiện, vô sanh của dự lưu hướng, dự lưu quả làm phương tiện, vô sở đắc của dự lưu hướng, dự lưu quả làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này Khánh Hỷ, dự lưu hướng, dự lưu quả và tánh của dự lưu hướng, dự lưu quả là không. Vì sao? Vì tánh không của dự lưu hướng, dự lưu quả cùng với trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng kia, không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của Nhất Lai hướng, Nhất Lai quả, bất hoàn hướng, bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả làm phương tiện, vô sanh của Nhất Lai hướng, Nhất Lai quả, bất hoàn hướng, bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả làm phương tiện, vô sở đắc của Nhất Lai hướng, Nhất Lai quả, bất hoàn hướng, bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này Khánh Hỷ, Nhất Lai hướng cho đến A-la-hán quả và tánh của Nhất Lai hướng cho đến A-la-hán quả là không. Vì sao? Vì tánh không của Nhất Lai hướng cho đến A-la-hán quả cùng với trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng kia, không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của dự lưu hướng, dự lưu quả, vân vân làm phương tiện, vô sanh của dự lưu hướng, dự lưu quả, vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của dự lưu hướng, dự lưu quả, vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của dự lưu hướng, dự lưu quả làm phương tiện, vô sanh của dự lưu hướng, dự lưu quả làm phương tiện, vô sở đắc của dự lưu hướng, dự lưu quả làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Này Khánh Hỷ, dự lưu hướng, dự lưu quả và tánh của dự lưu hướng, dự lưu quả là không. Vì sao? Vì tánh không của dự lưu hướng, dự lưu quả cùng với tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa kia, không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của Nhất Lai hướng, Nhất Lai quả, bất hoàn hướng, bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả làm phương tiện, vô sanh của Nhất Lai hướng, Nhất Lai quả, bất hoàn hướng, bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả làm phương tiện, vô sở đắc của Nhất Lai hướng, Nhất Lai quả, bất hoàn hướng, bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa.
Này Khánh Nhỉ, Nhất Lai hướng cho đến A-la-hán quả, và tánh của Nhất Lai hướng cho đến A-la-hán quả là không. Vì sao? Vì tánh không của Nhất Lai hướng cho đến A-la-hán quả, cùng với tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa kia, không hai, không hai phần. Này Khánh Nhỉ, do đó nên nói là lấy vô nhị của dự lưu hướng dự lưu quả vân vân làm phương tiện, vô sanh của dự lưu hướng dự lưu quả vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của dự lưu hướng dự lưu quả vân vân làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của dự lưu hướng dự lưu quả làm phương tiện, vô sanh của dự lưu hướng dự lưu quả làm phương tiện, vô sở đắc của dự lưu hướng dự lưu quả làm phương tiện? Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ Tát. Này Khánh Nhỉ, dự lưu hướng dự lưu quả và tánh của dự lưu hướng dự lưu quả là không. Vì sao? Vì tánh không của dự lưu hướng dự lưu quả cùng với hạnh đại Bồ Tát kia không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của Nhất Lai hướng Nhất Lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, A La Hán hướng A La Hán quả làm phương tiện, vô sanh của Nhất Lai hướng Nhất Lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, A La Hán hướng A La Hán quả làm phương tiện, vô sở đắc của Nhất Lai hướng Nhất Lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, A La Hán hướng A La Hán quả làm phương tiện? Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ Tát. Này Khánh Hỷ, Nhất Lai hướng cho đến A-la-hán quả và tánh của Nhất Lai hướng cho đến A-la-hán quả là không. Vì sao? Vì tánh không của Nhất Lai hướng cho đến A-la-hán quả cùng với hạnh đại Bồ Tát kia không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của dự lưu hướng dự lưu quả vân vân làm phương tiện, vô sanh của dự lưu hướng dự lưu quả vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của dự lưu hướng dự lưu quả vân vân làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của dự lưu hướng dự lưu quả làm phương tiện, vô sanh của dự lưu hướng dự lưu quả làm phương tiện, vô sở đắc của dự lưu hướng dự lưu quả làm phương tiện? Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột. Này Khánh Nhỉ, dự lưu hướng dự lưu quả và tánh của dự lưu hướng dự lưu quả là không. Vì sao? Vì tánh không của dự lưu hướng dự lưu quả cùng với quả vị giác ngộ cao tổ kia không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của Nhất Lai hướng Nhất Lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, A La Hán hướng A La Hán quả làm phương tiện, vô sanh của Nhất Lai hướng Nhất Lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, A La Hán hướng A La Hán quả làm phương tiện, vô sở đắc của Nhất Lai hướng Nhất Lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, A La Hán hướng A La Hán quả làm phương tiện? Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột. Này Khánh Nhỉ, Nhất Lai hướng cho đến A-la-hán quả và tánh của Nhất Lai hướng cho đến A-la-hán quả là không. Vì sao? Vì tánh không của Nhất Lai hướng cho đến A-la-hán quả cùng với quả vị giác ngộ cao tột kia không hai, không hai phần. Này Khánh Nhỉ, do đó nên nói là lấy vô nhị của dự lưu hướng dự lưu quả vân vân làm phương tiện, vô sanh của dự lưu hướng dự lưu quả vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của dự lưu hướng dự lưu quả vân vân làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột. Hết quyển thứ 124.